các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Cát Vạn Lợi mang thương hiệu CVL, luôn được kiểm soát bởi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 nhằm kiểm soát nguyên liệu và quá trình sản xuất, đảm bảo chất lượng thành phẩm đồng đều, đúng theo tiêu chuẩn quốc tế cũng như các yêu cầu kỹ thuật khắt khe, tương đương với hàng nhập khẩu. Hai sản phẩm thuộc hệ thống chống sét tiếp địa cổ điển là cọc tiếp địa và kim thu sét do Cát Vạn Lợi sản xuất, đạt chứng nhận hợp chuẩn IEC 62561, tiêu chuẩn của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế.